À, trời ơi, hôm tay phơi nắng nặng. Phơi rồi. Ở con tay của mẹ đâu ơi? Ừ, đừng có kêu là cười à. Bé ơi. Ai, thấy mẹ chưa? À. Ai, em phơi nắng nặng. Bé ơi. Ừ. Được tháng rưỡi nè, em được tháng rưỡi nè, em nằm phơi nắng nè. Cái mặt em kìa, ghẹt chưa? Nè, nói chuyện với mẹ coi. Ai? Cái mặt kìa. That's you. Ai nay con nằm phơi nắng làm shop hả? Anh trai ơi. Anh trai đâu rồi? Ừ. Anh ngóc lên coi, ngóc lên coi. Ừ. Thấy mẹ chưa? Ừ, gừ gừ gừ. Ở thấy mẹ rồi hả? À, mẹ đâu? À, thấy mẹ hả? Ơi đây. Ai con trai ơi. Ơi. Anh trai. Trai ơi. Nè nè nè. Ơi. Anh trai ơi. Mày nè, anh à, anh sao ạ? Thấy chưa chưa? Ờ thấy chưa? À, à mẹ nè, à, thấy chưa? Ừ. Ông nhiều. Em được mới tháng rưỡi nè, tháng rưỡi 3 ngày ạ, tháng rưỡi mấy ngày thôi. Ờ. Ừ. Em nhiều chuyện nữa đó. Ừ. Ừ. Có nhiều chuyện hả? Cái tay khẳng là dễ thương không? Ừ. Có nhiều chuyện hả? Bà ngoại đâu rồi? Bà ngoại ngủ rồi. Bà ngoại ngủ rồi. Bà ngoại không tiếp chiêu với con rồi. Bà ngoại ngủ rồi. Ủa? Anh ta. Bà ngoại ngủ rồi. Anh tình. Ừ.